Đầu tiên tháo các lưỡi dao ra khỏi máy. Hạ đầu in xuống để có thể lắp khuôn. Gắn khuôn vào bộ kẹp. Ta sử dụng thước thẳng để xác định điểm đặt phim. Như mẫu thiết kế này, ta sử dụng đường thẳng làm điểm canh phim. Tháo khuôn ra khỏi máy. Canh phim trên thước thẳng, định vị bằng băng keo, sau đó tháo thước ra. Lắp khuôn vào máy và canh khuôn trùng với phim. Siết bộ kẹp khuôn lại. Tiếp theo ta canh vị trí hình in trên túi. Sau khi xác định được vị trí, chúng ta gắn tắc kê định vị. Ngoài ra ta có thể trang bị thêm hệ thống đèn LED giúp cho việc canh phim trở nên dễ dàng hơn.